Ukraine lên tiếng sau khi Thủ tướng Anh dự đoán Nga có thể thắng trong cuộc chiến. 5 văn phòng tuyển quân của Nga bị đốt cháy kể từ khi Nga tấn công Ukraine. Hiện tượng tiếp sức lan truyền hiếm có. Video tiếng nói tháng 4 về dịch bệnh Trung Quốc được người dân giúp lan tỏa dù đã bị xóa. Chuyên gia, láng giềng của Trung Quốc đang xích lại gần Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cảnh báo sẽ đáp trả nếu Trung Quốc hiện diện quân sự thường trực ở Solomon. Anh xem xét thay đổi luật để cấm nguồn cung cấp y tế từ Tân Cương do lo ngại lao động cưỡng bức. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới trưa ngày 23 tháng 4 của DKN TV. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal hôm thứ Sáu cho biết Ukraine sẽ sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson nói Nga vẫn có thể đánh bại nước láng giềng. Khi được hỏi về bình luận của ông Johnson, Thủ tướng Ukraine nói với kênh CNN rằng "Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này và chiến thắng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn." Trước đó, trong cuộc họp báo tại New Delhi của Ấn Độ, ngày 22 tháng 4, Thủ tướng Anh Johnson nói Nga có khả năng sẽ chiến thắng tại Ukraine vì Moscow quyết tâm theo đuổi cuộc xâm lược này. Ông Johnson nói, "Điều đáng buồn là khả năng đó có thể xảy ra. Ông Putin có đội quân khổng lồ. Ông ấy đã mắc vài sai lầm và lựa chọn duy nhất lúc này là tiếp tục ở Ukraine." Thủ tướng Anh cũng dự đoán cuộc chiến tại Ukraine có thể kéo dài tới cuối năm 2023, nhưng Tổng thống Nga Putin sẽ không thành công trong việc khuất phục người dân Ukraine. Truyền thông độc lập của Nga ngày 21 đưa tin rằng có tới 5 văn phòng tuyển quân của nước này đã bị đốt cháy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Vụ đốt phá mới nhất diễn ra ở vùng hẻo lánh của Cộng hòa Moldova thuộc Nga vào ngày 18, theo Moscow Times đưa tin. Những kẻ đốt phá đã ném bom xăng để phá hủy nhiều máy tính, cũng như cơ sở dữ liệu tuyển quân ở quận Zubova Polyana. Kênh truyền thông độc lập iStories đưa tin rằng việc đăng ký đi lính tại địa phương đã bị đình chỉ. Vào tháng 3, các văn phòng tuyển dụng của Voronezh, Svetlovsk và Ivanovo đều bị tấn công bằng bom xăng bởi cư dân địa phương. Svetlovsk và Ivanov sau đó đã bắt giữ những thanh niên nói rằng họ muốn phản đối việc Nga xâm lược Ukraine bằng cách phá vỡ việc quân dịch. 4 ngày sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, một thanh niên 21 tuổi đã phóng hỏa văn phòng tuyển dụng ở thị trấn Rukhovitsy, Moscow. Anh nói rằng mình muốn ngăn chặn việc huy động quân bằng cách phá hủy các tài liệu lưu trữ. Những người bị bắt phải đối mặt với các cáo buộc hình sự bao gồm thiệt hại tài sản, cố gắng giết người và khủng bố. Các nhà chức trách Nga đã kiềm chế các cuộc biểu tình phản chiến, bao gồm cả việc gần đây đã thông qua luật mới hình sự hóa việc lan truyền thông tin sai lệch về các hoạt động quân sự. Nga đã khởi động nghĩa vụ quân sự mùa xuân trong tháng này với mục tiêu tuyển 134.500 tân binh vào ngày 15 tháng 7. Nga tuyển lính mỗi năm 2 lần, một lần vào mùa xuân và một lần vào mùa thu. Bắt đầu từ hôm thứ Sáu, một đoạn video ngắn có tựa đề Tiếng nói của tháng 4 phản ánh thực trạng phong tỏa của Thượng Hải bắt đầu được lan truyền rộng rãi trên WeChat. Đoạn video ngắn dài 6 phút này trình bày tình huống khó khăn thực sự của đời sống xã hội ở Thượng Hải sau khi thành phố thông báo rằng nó sẽ không đóng cửa vào ngày 15 tháng 3 và rồi vẫn đóng cửa của thành phố. Video dựa trên cảnh quay đen trắng trên không về thành phố Thượng Hải im lặng sau vụ đóng cửa, kèm theo âm nhạc trầm buồn. Video chủ yếu sử dụng âm thanh của các sự kiện cụ thể trong cuộc sống của Thượng Hải trong thời gian bị phong tỏa, với một dòng thời gian rõ ràng để mô tả thực tế hiện tại của Thượng Hải. Ví dụ, trong số đó có một số đoạn âm thanh của công dân Thượng Hải đang thiếu thốn về chăm sóc y tế và thức ăn, không có nơi nào để yêu cầu giúp đỡ, các bài phát biểu của các quan chức chính quyền Thượng Hải và bản ghi các cuộc trò chuyện giữa công dân với các cán bộ và tình nguyện viên của Ủy ban cư dân. Sau khi video lan truyền trên WeChat, một số người đã phàn nàn rằng nó đã bị xóa. Nhưng ngay sau đó, một tài khoản chính thức của WeChat mới đã phát hành video tương tự, tiếp tục sự lan truyền của video. Đột nhiên, nhiều tài khoản WeChat công khai khác nhau đã lan tỏa video, cố gắng duy trì sự sống mong manh của đoạn video này trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Điều này cho thấy sự công nhận của công chúng đối với video và những cảm xúc đằng sau nó. Một cư dân mạng có tên trực tuyến Naduo nói trên Weibo rằng đoạn video này rất kiềm chế, không cố ý khiêu khích, không cố ý chỉ trích chính quyền Thượng Hải và không chỉ mang tính chất tiêu cực. Nó để kỷ niệm cả cho những người sống và những người đã chết. Anh ấy rất tức giận khi thấy một đoạn video nhẹ nhàng như vậy bị xóa. Anh ta hỏi tại sao lại phải làm vậy. Tuy nhiên, liên quan đến hiện tượng cư dân mạng tự phát lan truyền video này, một cư dân mạng tên Satania đã bình luận trên Twitter rằng hôm nay, 25 triệu người Thượng Hải đã đưa ra một bài học cho những người đứng đầu, khi hầu hết mọi người đều cho rằng video giá trị này sẽ bị xóa.
đồng thời mỗi nút chia sẻ sẽ lưu trữ và chuyển tiếp một cách tự nhiên. Ngay cả khi WeChat xóa tweet, đóng vòng kết nối bạn bè và đóng tài khoản video, nó sẽ tiếp tục tồn tại ở bất kỳ góc nào của Internet. Tính đến thời điểm China News đưa tin về đoạn video này, nó vẫn đang được lưu hành. Một số người dùng WeChat đã trực tiếp tải video lên vòng kết nối bạn bè của họ, khiến nhiều người làm theo. Nền tảng video ở nước ngoài YouTube cũng đã có kênh giữ lại hoàn toàn nội dung của video này. Bài báo của tổng biên tập tờ Asia Times bản tiếng Anh có trụ sở tại Thái Lan và Hồng Kông. Ông John Macbeth cho rằng quân đội Indonesia đang ngày càng có xu hướng nghiêng về Hoa Kỳ và phương Tây khi chuẩn bị cho cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay vào tháng 8 năm sau. Cuộc tập trận mang tên là Chắn Garuda Indonesia-Hoa Kỳ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2009 và cuộc tập trận năm tới sẽ bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Vương quốc Anh, Papua New Guinea và Đông Timor. Cuộc tập trận lần đầu tiên được tổ chức ở rìa phía nam của Biển Đông liên quan đến đất liền, đường biển và đường không, với trọng tâm là phía nam đảo Sumatra và đông Kalimantan. Cuộc tập trận có kế hoạch tiến hành các cuộc đổ bộ tại quần đảo Natuna của Indonesia. Một nguồn tin quân sự nước ngoài gọi cuộc tập trận là một phép thử có thể dẫn đến việc mở rộng vĩnh viễn lá chắn Garuda, thứ mà quân đội Hoa Kỳ và Indonesia đang mong muốn thúc đẩy. Các nhà phân tích cho rằng cuộc tập trận lá chắn Garuda đa quốc gia chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh tức giận và khiến chính phủ Indonesia bị thúc đẩy bởi các nhu cầu kinh tế và lịch sử sẽ nghiêng về phía Mỹ. Những nỗ lực nhằm tạo sự cân bằng giữa hai siêu cường cạnh tranh của Trung Quốc sẽ bị thất bại. Các cuộc tập trận lá chắn Garuda trước đây đã tránh xa khu vực phía nam của Biển Đông. Cái gọi là đường chín đoạn mà Bắc Kinh tuyên bố Trung Quốc có vùng biển chủ quyền kéo dài đến vùng đặc quyền kinh tế ở gần quần đảo Natuna gồm 154 đảo của Indonesia. Lần này, cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra gần một nhóm đảo nhỏ ở phía nam quần đảo Natuna. Đảo chính của quần đảo Natuna có các đường băng mới được mở rộng, các cảng và cơ sở tiếp nhiên liệu đạt tiêu chuẩn, đồng thời là nơi đóng quân của các tiểu đoàn hải quân và hệ thống phòng thủ tên lửa. Các cuộc tập trận năm ngoái được tăng cường so với các năm trước và bị Bắc Kinh phản đối. Hơn 1.500 binh sĩ từ Sư đoàn Bộ binh Tia chớp nhiệt đới số 25 của Hoa Kỳ và 2.100 binh sĩ từ hai sư đoàn chiến đấu của Cục Dự trữ Chiến lược của quân đội Indonesia đã tham gia cuộc tập trận năm ngoái. Tuy nhiên, cuộc tập trận chỉ giới hạn trong các cuộc diễn tập chiến tranh, trong rừng và bắn đạn thật tại bãi tập Batu Raja ở miền nam Sumatra, cũng như đổ bộ lính dù bãi biển ở đông Kalimantan và các nơi khác ở bắc Sulawesi. Trong khi chính phủ Indonesia cố gắng duy trì lập trường trung lập và Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto tỏ ra thận trọng, thì phần lớn giới lãnh đạo quân đội nước này vẫn bám sát Mỹ. Thiếu tướng Matthew McFarlane, Phó Tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương, cho biết trong chuyến thăm gần đây tới Jakarta rằng ông hy vọng rằng các cuộc tập trận sẽ được đa dạng hóa và không lặp lại hàng năm, đồng thời tăng tính phức tạp của các cuộc tập trận. Các cuộc tập trận năm tới là một khởi đầu tốt. Nó thực sự là một phần trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới của Washington nhằm tìm cách củng cố mối quan hệ an ninh bền chặt hơn giữa các đồng minh ở Đông Nam Á, đe dọa cái mà ông McFarlane gọi là tự do và cởi mở để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở khu vực rộng lớn hơn của Thái Bình Dương. Các quan chức cho biết hiện có 235 sự kiện hợp tác quân sự khác nhau mỗi năm giữa Hoa Kỳ và Indonesia, từ giáo dục, đào tạo, tập trận cho đến các cuộc họp cấp cao. Tháng trước, việc Thượng tá John Aquilino, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đến thăm Indonesia là một ví dụ. Từ tháng 8 đến tháng 10 năm ngoái, một tàu nghiên cứu của Trung Quốc và hai tàu khu trục vũ trang của Cảnh sát biển Trung Quốc được cho là đã dành 7 tuần trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia để lập bản đồ đáy biển chứa khí đốt tự nhiên. Vào thời điểm đó, Hải quân Indonesia đã phải ngồi nhìn. Chính phủ Indonesia đã không có khiếu nại chính thức nào với Bắc Kinh về vụ xâm nhập, phù hợp với chính sách thận trọng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư công nghiệp lớn và đối tác thương mại quan trọng nhất của Indonesia. Nhưng chỉ vài ngày trước khi Đô đốc Aquilino đến Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký một quy định nhằm tăng cường an ninh xung quanh quần đảo Natuna. Các quy định kêu gọi cải thiện cơ sở hạ tầng và các cơ sở khác để hỗ trợ chủ quyền và an ninh biên giới của quốc gia. Các quy định mới đã được âm thầm công bố trên trang web của Ban Thư ký Nội các Indonesia, phân định các khu vực quốc phòng và an ninh ở phía Tây và phía Đông của quần đảo Natuna. Và hạm đội phía Tây của Hải quân Indonesia có kế hoạch thiết lập một căn cứ hỗ trợ chiến đấu tiền phương ở quần đảo Natuna. Một phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ đã gặp lãnh đạo của quần đảo Solomon vào thứ Sáu và cảnh báo rằng Washington sẽ có những quan ngại sâu sắc và phản ứng tương ứng đối với bất kỳ động thái nào nhằm thiết lập sự hiện diện quân sự thường xuyên của Trung Quốc ở quốc đảo Thái Bình Dương này. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết Thủ tướng quần đảo Solomon Manase Sugavare nhắc lại với phái đoàn Mỹ do điều phối viên Ấn Độ-Thái Bình Dương Kurt Campbell dẫn đầu rằng
quốc đảo không cho phép Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, không cho phép lực lượng Trung Quốc sự hiện diện lâu dài theo thỏa thuận an ninh giữa hai bên. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng họ sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến với sự tham vấn của các đối tác trong khu vực. Tuyên bố cho biết phái đoàn Mỹ đã vạch ra các bước cụ thể mà Washington sẽ thực hiện để thúc đẩy phúc lợi của người dân Solomon, bao gồm cả việc xúc tiến việc mở đại sứ quán ở đó, thúc đẩy hợp tác về việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và gửi tàu bệnh viện Mercy để giải quyết các vấn đề về sức khỏe. Tòa Bạch Ốc cho biết Washington cũng sẽ cung cấp nhiều vaccine hơn và sẽ thúc đẩy các sáng kiến về khí hậu và sức khỏe. Tòa Bạch Ốc nói thêm rằng hai bên đã có cuộc thảo luận đáng kể về thỏa thuận an ninh với Trung Quốc. Tuyên bố của Mỹ viết, các đại diện của quần đảo Solomon chỉ ra rằng thỏa thuận chỉ có ứng dụng trong nước, nhưng phái đoàn Hoa Kỳ lưu ý rằng có những tác động tiềm ẩn về an ninh khu vực của hiệp định, bao gồm cả đối với Hoa Kỳ và các đồng minh và đối tác của họ. Phái đoàn Mỹ đã gặp nhà lãnh đạo Sugavare ở thủ đô Honiara vài ngày sau khi Solomon và Trung Quốc cho biết họ đã ký một hiệp ước an ninh, bất chấp việc Washington và các đồng minh hối thúc quốc đảo này không tiến hành một thỏa thuận mà họ lo ngại sẽ gia hạn đáng kể tầm hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Quần đảo Solomon chiếm một vị trí chiến lược ở Thái Bình Dương và là nơi diễn ra một số trận giao tranh đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai. Hôm thứ Tư, ông Sugavare nói với Quốc hội rằng thỏa thuận sẽ không làm suy yếu hòa bình. Đối với Úc, Hiệp ước An ninh làm tăng triển vọng về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc cách bờ biển của họ chưa đầy 2.000 km. New Zealand và Tonga cho biết họ sẽ nêu vấn đề này tại cuộc họp sắp tới của các nhà lãnh đạo diễn đàn các đảo Thái Bình Dương, trong khi Nhật Bản có kế hoạch cử Thứ trưởng Ngoại giao đến quần đảo Solomon trong tháng này. Các chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ sẽ có ít lựa chọn thuyết phục để đáp trả bất kỳ động thái nào của Trung Quốc nhằm tạo điều kiện cho sự hiện diện quân sự lâu dài ở Solomon. Dean Chang, một chuyên gia về Trung Quốc tại Quỹ Di sản Bảo thủ ở Washington, nhận định Mỹ có thể giảm viện trợ, điều này sẽ chỉ đẩy quần đảo Solomon vào vòng tay của Trung Quốc. Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao về Ấn Độ-Thái Bình Dương của RAND cho biết Mỹ cũng có thể thúc đẩy các cơ hội đặt căn cứ ở Đông Bắc Úc để theo dõi lực lượng Trung Quốc hoặc tiến hành nhiều cuộc tuần tra hải quân hơn trong khu vực. Ông Grossman nói thêm, điều này không có nghĩa là bất kỳ phương án nào trong số này sẽ trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng Mỹ và Úc đã tham gia rất muộn vào trò chơi ở đây, và Trung Quốc đã ghi được chỗ đứng an ninh đầu tiên ở châu Đại Dương. Anh đã đề xuất thay đổi luật cấm dịch vụ y tế của họ mua vật tư y tế được sản xuất tại vùng Tân Cương của Trung Quốc. Động thái này được đưa ra sau khi các nhóm nhân quyền gây áp lực về việc Bắc Kinh đối xử tàn bạo với người Duy Ngô Nhĩ. Các nhóm nhân quyền và các nhà lập pháp cáo buộc Trung Quốc có các hành vi ngược đãi trên quy mô lớn đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số khác, bao gồm tra tấn, lao động cưỡng bức và giam giữ 1 triệu người trong các trại giam. Hôm thứ Sáu, chính phủ Anh cho biết họ đã đưa ra một sửa đổi đối với dự luật y tế và chăm sóc xã hội nhằm cấm việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ trong dịch vụ y tế quốc gia, NHS, bị vấy bẩn bởi chế độ nô lệ và buôn người. Bản sửa đổi không đề cập cụ thể đến Tân Cương, nhưng sẽ bảo đảm dịch vụ y tế quốc gia không mua hoặc sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ được sản xuất bởi hoặc liên quan đến bất kỳ loại lao động nô lệ nào. Điều này có nghĩa là các quy định có thể được thiết lập để đưa ra các bước dịch vụ y tế quốc gia cần thực hiện để đánh giá mức độ rủi ro liên quan đến các nhà cung cấp riêng lẻ và cơ sở để loại trừ họ khỏi quy trình đấu thầu. Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết, tôi muốn đây là một bước ngoặt trong sứ mệnh của Vương quốc Anh nhằm xóa bỏ chế độ nô lệ và buôn người trong các chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Là nhà thầu mua sắm công lớn nhất trong nước, dịch vụ y tế quốc gia có vị trí thuận lợi để dẫn đầu công việc này. Sửa đổi của chính phủ diễn ra sau một sửa đổi tương tự do các nhà lập pháp ở Thượng viện đề xuất. Hạ viện sẽ xem xét các sửa đổi từ thứ Hai tới. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SafeChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.